có những giá trị nâng tầm cuộc sống, có những lựa chọn hôm nay định hình chúng ta trong tương lai. Một cuộc sống vất vả, thiếu thốn sự tiện nghi của thôn quê, chúng ta cần một môi trường sống lý tưởng hơn cho tương lai của thế hệ trẻ sau này. Với ý tưởng hiện thực hóa những hoài bão của các gia đình trẻ an cư lập nghiệp ở một thành phố hiện đại và đầy đủ tiện ích, The Happy Home đã ra đời, chắp cánh cho những giấc mơ mua nhà thành phố và đầu tư cho tương lai. The Happy Home mang một lý tưởng cao cả, kiến tạo không gian sống như những giấc mơ hạnh phúc, là nơi tập trung của những cư dân có trình độ dân trí cao, lối sống ứng xử lịch sự, thân thiện. Tại The Happy Home, bạn hoàn toàn tận hưởng được những tiện ích hiện đại như trường học mầm non quốc tế, công viên đài phun nước, trung tâm thương mại, khu tập thể dục thể thao, vườn yoga, khu BBQ, mang lại cuộc sống độc tôn lý tưởng cho mọi gia đình. Khuôn viên trường mầm non chuẩn quốc tế rộng hơn 1.200 m², được trang bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến, tạo nên môi trường sống, học tập và thừa hưởng những giá trị tốt nhất, giúp gia đình an tâm khởi gấm thế hệ tương lai của chính mình. Với hơn 54% diện tích dành cho mảng không gian xanh, chắc chắn khu dân cư The Happy Home hoàn toàn chinh phục được những người yêu thiên nhiên và mong muốn có một cuộc sống gần gũi, thân thiện chan hòa với cỏ cây, hoa lá. Hệ thống công viên, đài phun nước rộng 2.000 m², được ví như lá phổi xanh, điều hòa không khí thoáng mát, trong lành, rất có lợi cho sức khỏe của cư dân. Đây sẽ là khuôn viên lý tưởng cho những đứa trẻ vui chơi, tự do, phát triển cả về thể chất cũng như trí tuệ và khám phá cuộc sống, tận hưởng tuổi thơ đúng nghĩa. The Happy Home còn xây dựng một trung tâm mua sắm hiện đại, có không gian rộng hơn 2.200 m², giúp bạn thuận tiện trong việc mua sắm và xây đắp gia đình hạnh phúc. Dự án nằm ngay mặt tiền và liền kề đường quy hoạch vành đai 28m và đường Nguyễn Huệ nối dài 32m, với tổng diện tích lên đến 5,2 hectare, bao gồm 216 căn nhà mang biểu tượng của sự hạnh phúc, một không gian vừa đủ rộng lớn để hình thành một cộng đồng cư dân văn minh và thịnh vượng. Trong tương lai không xa, khu dân cư The Happy Home chắc chắn sẽ là tâm điểm săn đón, kiến tạo nên đẳng cấp mới cho thành phố Đồng Xoài. Ngoài mức giá phù hợp, The Happy Home còn có những giải pháp tài chính linh hoạt với chính sách thanh toán kéo dài, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình bạn. The Happy Home hứa hẹn sẽ là giải pháp đột phá và cơ hội đầu tư hiệu quả nhờ vị trí hạ tầng đồng bộ và liên kết vùng hoàn hảo. Cuộc sống của bạn là đây, lựa chọn mới cho sự khởi đầu mới. The Happy Home, giấc mơ thành phố cho thế hệ tương lai.